Thưa quý vị, Mẹ Đỡ Đầu, một chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại Nghệ An thì chương trình này nhanh chóng được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai và ngày càng lan tỏa vòng tay nhân ái. Không chỉ xoa dịu nỗi đau đối với những trẻ em kém may mắn, mà chương trình còn là động lực để các em thực hiện ước mơ, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. 3 tuổi, bé Nhật Khang ở phường Nghi Hải, thị xã Cần Lò mang trong mình bệnh tim bẩm sinh và nhiều bệnh khác nữa. Nhưng bất hạnh lớn nhất là bé vĩnh viễn mất đi người mẹ khi mới hơn 2 tuổi. Người bố tàn tật, ông bà nội lại quá già yếu. Hiểu và thương hoàn cảnh của Nhật Khang, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghi Hải đã đứng ra kêu gọi và chị Nguyễn Thị Hảo đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho cháu. Bố con em vui và có động lực hơn để vì là được mọi người giúp đỡ để phát triển kinh tế. Em thì thật sự là thương, là xuất phát là từ đáy lòng, là mình thương thì mình muốn từ thiện thôi, chứ không vì một cái gì cả. Em thỉnh thoảng qua đây giúp đỡ cháu, nói chung cần cái chia bộ cháu gọi điện thì em vẫn cứ cho thêm. Hoàn cảnh của hai em Đạt và Quân cũng rất éo le. Bố mất do tai nạn giao thông và chỉ sau hơn một năm lại mất mẹ. Gần 6 năm nay, hai em chỉ còn biết nương dựa vào bà ngoại đã hơn 80 tuổi. Trước hoàn cảnh đó, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đã đứng ra vận động chị em trong đơn vị trích tiền lương hàng tháng để có kinh phí hỗ trợ hai cháu. Giờ đây, không chỉ Đạt, Quân mà 38 cháu mồ côi trong tỉnh đang được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận làm mẹ đỡ đầu. Bác sĩ giúp đỡ rất nhiều về tinh thần cũng như là vật chất. Anh em cũng có cuộc sống khá hơn. Nhận được các hỗ trợ của mọi người thì chắc chắn cháu sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng của mọi người. Chúng tôi cảm thấy là có rất nhiều trẻ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cái nghèo, cái đói cũng như là mồ côi mẹ, mồ côi cha, thậm chí có những em là mồ côi cả cha cả mẹ. Sau khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động chương trình Mẹ Đỡ Đầu thì chúng tôi cũng là một người mẹ. Thì chúng tôi hưởng ứng rất là nhiệt tình. Ngoài cái tiền hỗ trợ, chúng tôi còn quan tâm đến đời sống tinh thần của các em để các em cảm thấy là được động viên, được an ủi. Chương trình Mẹ Đỡ Đầu triển khai mới hơn một năm, nhưng đã nhanh chóng lan tỏa với nhiều hình thức vận động. Tính đến cuối tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh đã có 1.115 trẻ mồ côi được các cấp hội kết nối nhận đỡ đầu với tổng số tiền lên đến 13.830 tỷ đồng. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Cần Lò kêu gọi nhận đỡ đầu cho 40 cháu. Khảo sát, ra soát tất cả các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường và sau đó thì họp ban xét từng cái hoàn cảnh cụ thể để rồi có những cái biện pháp kết nối, và đã kết nối đến thời điểm hiện nay thì được là 7 cháu. Khi đưa cái nội dung này đến với tất cả mọi người thì những cái đối tượng, những cái gia đình, những cái hoàn cảnh mà được nhận đỡ đầu ấy, họ cảm thấy rất là ấm áp. Sâu sát, nắm bắt hoàn cảnh để giúp đỡ. Và với phương châm, ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang tiếp tục kết nối vận động các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay đồng hành để chương trình Mẹ Đỡ Đầu ngày càng lan tỏa.